Vâng, xin chào các bác đến kênh Xe Đạp. Và em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe Touring Gian mới nhất về tại em. Chiếc xe rất là độc đáo, kết hợp giữa xe Touring và xe đua. Cấu hình Tiara các bác nhé, của dòng xe đua và bộ khung của Touring. Đây là dòng xe duy nhất của Gian được kết hợp giữa hai dòng vào với nhau, rất là độc đáo. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây là chiếc xe Gian Fastroad SL1. Dòng xe Touring rất là cao cấp của dòng xe Gian. Bác nào đã tìm hiểu qua về dòng xe này thì sẽ biết. Có thể lên Google search thêm về chiếc xe này. Chữ Gian in 3D trên khung các bác nhé. Đây là nguyên bản của xe. Chỉ dòng Gian Fastroad mới có. Gian Fastroad SL1. Đây là cái chắn không cho xích đập vào khung chứ không phải là xước đâu các bác nhé. Có thể bỏ tháo ra. Khung nhôm siêu nhẹ của Gian. Vẫn là công nghệ làm nhôm của alloy. Cọc yên và yên đều nguyên zin của Gian các bác nhé. Bên dưới đây có logo của Gian này, chính hãng. Số 1 đây là SL1 thôi các bác nhé. Đấy, các bác có thể thấy. Xe vẫn được giữ nguyên bộ lốp của Gian. Lốp còn khá là tốt các bạn ạ. Giữ được lốp zin. Vành nhôm hai lớp của Gian. Cỡ lốp là 700 x 28C. Đây là lốp Touring. Mayer nhôm của Gian. Mười tầng lip. Sử dụng cấu hình của Tiara của dòng xe đua. Đây là chiếc xe đã chuyển động giữa bon và đi lướt nhanh hơn. Đùi đĩa trùng rỗng. Gạt đĩa của Tiara các bác nhé. Củ đề đây. Càng nguyên zin của Gian Fastroad. Đã qua sử dụng nên cũng có một ít vết xước như này. Không đáng kể. DJ âm sườn cao cấp các bác nhé. Phía bên trên đây thì phốt và ghi đông đều nguyên zin của Gian. Nguyên bản theo xe. Bộ tay bấm xà của Shimano Tiara 10 tầng và 2 tầng cho bên đĩa là 20 tốc độ. Bộ tay nắm cao su của Gian chính hãng. Bộ phanh dầu thủy lực. Phanh dầu thủy lực Techo các bác nhé. Phanh đĩa dầu thủy lực. Bằng trước đây cũng có chữ Gian in 3D. In nổi lên khung xe.
Còn bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao khung đứng của xe. 47. Xe có chiều cao là khung đứng là 46 47 các bác nhá. Khung ngang là 52. Của các bác từ 1m6 đến 1m7, 1m73 có thể đi vừa chiếc xe này. Sẽ vào đánh giá chuyển động 10 tầng lip. Xích và lip còn rất là mới. Nguyên một bộ group của Shimano Tiagra. Xuống lip. Phía tay phải là bên đùi đĩa 2 tầng. Gạt đĩa của Tiagra xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là tốt. Một chiếc xe cao cấp đến từ thương hiệu của Gian, Gian Passat L1. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe Gian cao cấp Gian Passat L1, một chiếc xe mới nhất về tại Quảng Nam, dòng Touring, được trang bị cấu hình xe đua Tiagra các bác nhé. Chiếc xe được bán tại Quảng Nam mức giá 14.800.000, miễn phí ship toàn quốc. Đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm, các bác quan tâm với nhắn tin Zalo 0975 709903 để xem những hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kia Xe Đạp và nhấn vào chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại Quảng Nam. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.